Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình ngày hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhờ vốn tín dụng chính sách xã hội, hàng nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm OCOP triển khai tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đang tạo động lực để các hộ kinh doanh, hợp tác xã nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Diễn ra trong 3 tháng, cuộc thi trực tuyến biển đảo Việt Nam Hải Phòng vươn ra biển lớn do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tổ chức đã có sức hút rất lớn. Thưa quý vị, thực hiện Nghị định số 78 ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong 20 năm qua, thì tỉnh Quảng Ninh đã tập trung huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, ưu tiên cho địa bàn vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Nhờ đó mà nhờ có vốn tín dụng chính sách xã hội mà hàng nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Từ một hộ nghèo, nhờ cần mẫn trồng các loại cây ăn quả trên diện tích 10.000 m2, kết hợp chăn nuôi lợn gà, đến nay gia đình ông Nguyễn Văn Miện đã ra khỏi hộ nghèo và có nguồn thu ổn định. Tháng 6 vừa qua, ông Miện trả được hết 100 triệu đồng vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Với ông, nguồn vốn tín dụng chính sách là cứu cánh để thoát nghèo. Nếu không có cái vốn của ngân hàng chính sách thì quả thật là khó khăn, bởi vì là mình không thể tạo dựng lên một cái đồng vốn để mà làm cái việc này được. Đấy, nhìn chung như thế, bây giờ có cái đồng vốn của ngân hàng thì nó hỗ trợ để cái, dĩ nhiên là vay vốn thì phải trả lãi. Thế nhưng mà có điều là mình làm thì nó có đồng vốn thì nó mình dạn, nó làm rồi học hỏi rồi mọi cách trên đời thì mình làm nó dễ làm hơn. Thế các em, các cháu thì cũng được ăn học rồi thì là cũng là bằng chứng của bạn. Cũng từ nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã nỗ lực vươn lên và trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi, thu nhập lên tới vài trăm triệu đồng một năm. Vốn ngân hàng chính sách thì chúng tôi nhận thấy là được cái là không phải thế chấp, lãi suất thấp, rồi giải ngân nhanh. Thì nhờ đó chúng tôi đã mạnh dạn vay vốn đầu tư. Thì với mô hình trồng lan hồ điệp này thì nó mang lại lợi ích kinh tế cao. Hàng năm là trừ chi phí được 300 triệu đồng trên một năm và tạo công ăn việc làm cho nhiều người trên địa bàn. Từ hai chương trình tín dụng tại thời điểm năm 2002 với dư nợ 169,4 tỷ đồng, đến nay Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Ninh đang triển khai thực hiện 20 chương trình tín dụng theo các nghị định, quyết định của Trung ương và của tỉnh, như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vốn tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động. Đặc biệt, với phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung thông qua các tổ chức chính trị xã hội và thiết lập mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn tại khắp các thôn, bản, khu phố, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để giúp các đối tượng thụ hưởng tiếp cận vốn tín dụng chính sách. Trên cơ sở nhu cầu vay vốn của các hộ, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các tổ vay vốn tại các thôn là bình xét dựa trên một số các tiêu chí cơ bản như hộ vay phải có phương án sản xuất, phải chăm chỉ và đặc biệt quan trọng đó là phải có sức lao động. Thì sau đó thì chúng tôi cũng đã triển khai tới các tổ trưởng tổ vay vốn là sẽ là cánh tay nối dài của Ngân hàng Chính sách. Trong 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã cho trên 582.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn với số tiền trên 12.500 tỷ đồng. Tín dụng chính sách được triển khai kịp thời có hiệu quả đã góp phần giúp trên 73.700 lượt hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho gần 200.000 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,22% năm 2001 xuống còn 0,41% năm 2022. Trong đó, số hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm nhanh và sâu. Đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo chiếm tỷ trọng 1% trong tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số, giảm 24% so với năm 2003. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác và chính quyền địa phương để tăng cường huy động nguồn vốn theo hướng đa dạng hóa các nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội.
tổ chức giải ngân kịp thời đến đúng các đối tượng thụ hưởng và hỗ trợ mọi mặt để người dân có thể sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất. Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tín dụng chính sách xã hội đã đi vào cuộc sống và là đòn bẩy để Quảng Ninh thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm OCOP triển khai tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn thì đang tạo động lực để hộ kinh doanh, hợp tác xã nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của địa phương này. Sản phẩm hồng vành khuyên của hợp tác xã sản xuất kinh doanh hồng vành khuyên Nà Mò, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Đây là sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao của tỉnh. Sau khi sản phẩm hồng vành khuyên được công nhận đạt hạn OCOP đã tạo sự tin tưởng của người tiêu dùng nên lượng tiêu thụ ngày càng tăng. Hiện tại cái sản phẩm OCOP của hồng vành khuyên của chúng tôi thì hiện tại thì những năm trước thì khi đấy tôi cũng được đăng bán trên các hàng điện tử như là Postmark này. Đấy, xong là cái cửa hàng OCOP của tỉnh. Thế thì năm nay cái sức mua lớn thì năm nay thì các thương lái người ta đến gọi là đến cái tự nhà vườn đấy, người ta đặt mua thẳng ở cái nhà vườn luôn. Hiện nay huyện Văn Lãng có 7 sản phẩm đạt OCOP gồm hồng vành khuyên của hợp tác xã Hoàng Việt và hồng vành khuyên của hợp tác xã Nà Mò, lạp sườn Phong Liên, dầu lạc Linh Khôi, gạo Nhật G02, rượu Hội Hoan và thạch Chu Hạnh. Thời gian qua, huyện Văn Lãng đã tập trung hỗ trợ các chủ thể hợp tác xã sản xuất tham gia chương trình OCOP bằng những giải pháp cụ thể như định hướng tư vấn nâng cấp hoàn thiện các sản phẩm theo hướng chuẩn hóa chất lượng, quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng, hỗ trợ tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng thương hiệu. Cùng với đó, huyện cũng đã đẩy mạnh kết nối giao thương, hỗ trợ chủ thể OCOP phát triển thị trường, quảng bá thương hiệu thông qua chính sách hỗ trợ quản lý nhãn hiệu và in tem nhãn sản phẩm OCOP, xây dựng website quảng bá. Để phát triển thị trường cho sản phẩm OCOP của huyện thì huyện đã phối hợp với các cơ quan đơn vị quảng bá, xúc tiến thương mại như chương trình của tỉnh tham dự tuần lễ hội Na Lạng Sơn tại Hà Nội thì cũng đã mời các chủ thể tham gia trưng bày tại gian hàng. Ngoài ra thì các chủ thể cũng đã được hỗ trợ bán sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử như là Cốp Mắt, Vỏ Sò. Bên cạnh việc hỗ trợ kết nối giao thương, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã khai trương cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP và những sản phẩm đặc trưng trên địa bàn huyện. Qua đó, sản phẩm OCOP và các đặc sản vùng miền từng bước được người tiêu dùng nhận diện, đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã, bao bì, phong phú về chủng loại, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đã và đang được người tiêu dùng tin dùng. Khi mà đã mở ra được cửa hàng như thế này thì cái nhu cầu lượng khách hàng tìm hiểu đến và biết đến nhiều sản phẩm hơn và có cái cửa hàng tập trung để khách đi qua họ mua thì tốt hơn so với lại dân nhỏ lẻ đến từng cơ sở ạ. Để tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao lợi nhuận cho chủ thể, thời gian tới, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục hỗ trợ quảng bá giới thiệu sản phẩm, tạo điều kiện tối đa cho các chủ thể tham gia xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ, triển lãm, đặc biệt là tập trung nâng cao chất lượng và sản lượng sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, gắn với phát triển sản phẩm có tiềm năng trên địa bàn huyện, đạt sản phẩm OCOP. Tình trạng nợ đọng xây dựng diễn ra nhiều năm nay và trở nên khá phổ biến ở cả dự án sử dụng ngân sách nhà nước cũng như là dự án sử dụng vốn tư nhân. Thậm chí là có doanh nghiệp có số vốn đăng ký kinh doanh vài trăm tỷ đồng, nhưng mà con số nợ đọng xây dựng cơ bản thì lên tới cả nghìn tỷ đồng, tức là gấp đôi với số vốn đăng ký. Vậy thì đâu là nguyên nhân và tại sao cho đến nay thì vẫn không thể chấm dứt tình trạng này? Đây là tòa nhà Artemis ở phố Lê Trọng Tấn, Hà Nội, được đưa vào sử dụng 4 năm nay. Nhưng đến nay, chủ đầu tư của tòa nhà vẫn nợ nhà thầu 60 tỷ đồng. Sau nhiều lần đàm phán thỏa hiệp nhưng vẫn không thu hồi được nợ, nhà thầu đã phải kiện chủ đầu tư ra tòa. Sau khi kết thúc công trình thì 45 ngày hoặc 60 ngày là có thể kết toán được, nhưng cũng thường thường thì những công trình thì nó sẽ kéo dài từ khoảng 6 tháng đến 1 năm. Còn có những cái là 5 năm, có những cái là 7 năm. Thì chúng tôi cũng đã có những cái dự án quyết toán 7 năm vẫn chưa xong. Một nhà thầu khác chủ yếu thi công các công trình vốn ngân sách nhà nước cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Binh đoàn 12 với đăng ký 800 tỷ nhưng dư nợ tính đến hết quý 1 năm 2022 tới trên 1.500 tỷ đồng. Nhiều dự án đã đưa vào quyết toán 3 năm vẫn nợ, có khoản nợ tới hàng chục năm khiến doanh nghiệp này khó khăn chồng chất về tài chính, khó đảm nhận thêm công trình khác. Vốn thì có mức độ, trong khi đó nợ đọng thì lớn, gấp đôi vốn chủ sở hữu, thì như vậy là cái vay mượn ngân hàng thì cái tỷ lệ lãi suất trong những năm qua cũng rất là cao, 8-10%, dẫn đến là cái tình trạng mà nợ chồng nợ cũng rất là khó khăn. Thế nên là cũng rất là mong muốn là được cấp ngành, giữa các tỉnh thành và các chủ đầu tư phải thực sự có những giải pháp cùng với các đơn vị rà soát và thanh quyết toán hợp đồng. Theo luật sư Vũ Anh Dương, tranh chấp xây dựng là một dạng tranh chấp phức tạp nhất và chiếm tỷ lệ cao trong vấn đề nợ đọng và chậm thanh toán. Để hạn chế việc tranh chấp giữa chủ đầu tư và nhà thầu thì các bên cần tuân thủ các nội dung trong hợp đồng đã ký và khi có tranh chấp phát sinh, các bên buộc phải tiến hành khởi kiện ra trọng tài để giải quyết. Nếu vượt quá thời hạn 2 năm thì các bên mất quyền khởi kiện. An trung bình giải quyết một vụ tranh chấp là khoảng 150 ngày. Đấy là thêm cơ trung bình. Nhưng mà tuy nhiên đối với cái tranh chấp xây dựng được coi là một cái tranh chấp có một cái tính chất hết sức là phức tạp. Một là khối lượng công việc nhiều, thời hạn thi công dài, trị giá hợp đồng lớn liên quan tới nhiều bên khác nhau và đặc biệt là chịu sự ảnh hưởng tác động của những cái yếu tố khách quan như vấn đề về giá cả thị trường, vấn đề về thời tiết, vấn đề về sự thay đổi chính sách pháp luật của nhà nước. Hiệp hội các nhà thầu Việt Nam cho rằng nguyên nhân chính của nợ đọng xây dựng đối với đầu tư công là do thủ tục thanh quyết toán phức tạp, nhất là với những dự án có khối lượng phát sinh vì phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với những dự án ngoài ngân sách, một số chủ đầu tư năng lực kém về tài chính, thậm chí chây ì không trả hoặc trả nhà thầu bằng sản phẩm, khiến doanh nghiệp xây dựng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Rà soát lại tất cả những cái công trình, các cái chủ đầu tư mà đã được thực hiện các công trình đầu tư công có bao nhiêu cái nợ đọng và trên cơ sở đó kiến nghị với Bộ Tài chính xử lý dứt điểm những cái nợ đọng còn lại sau khi đã xác định nó đầy đủ thủ tục. Thế còn đối với các cái công trình vốn ngoài ngân sách thì biện pháp lâu dài thì chúng tôi cho rằng là cần phải sửa trong các cái cơ chế, các nghị định hướng dẫn về hợp đồng xây dựng là đưa cái 20% cuối cùng của các chủ đầu tư phải có cái trách nhiệm bảo lãnh cái thanh toán 20% cuối cùng. Cũng theo Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam, nếu không được tháo gỡ kịp thời, cộng với việc không có công ăn việc làm, nhiều doanh nghiệp xây dựng thật sự đang đối mặt với thực trạng sẽ bị phá sản. Tiếp sau đây là những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng khoảng hơn 30 đô la Mỹ một tấn so với hồi đầu tháng 9. Hiện giá gạo 5% tấm Việt Nam được chào bán ở mức 410 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 20 đô la Mỹ so với tuần trước. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, động thái áp thuế 20% đối với gạo xuất khẩu của Ấn Độ có thể là cơ hội cho gạo Việt Nam, Thái Lan. Trong thời gian tới, giá gạo có thể tăng thêm, nông dân có thể phấn khởi sản xuất trong vụ đông xuân 2023. Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan tháng 8 vừa qua, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã lấy lại đà tăng trưởng mạnh, đạt gần 273 triệu đô la Mỹ, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Song trong 8 tháng năm nay, xuất khẩu rau quả chỉ đem về 2,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách hàng lớn nhất của rau quả Việt Nam vẫn là xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong 8 tháng năm nay, Trung Quốc đã chi gần 1 tỷ đô la Mỹ để mua các loại rau quả của Việt Nam. Theo thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương, Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành kết luận cuối cùng đợt rà soát chính sách thuế chống bán phá giá lần thứ 18 cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 đến ngày 31 tháng 7 năm 2021 đối với cá tra, cá ba sa của Việt Nam. Theo yêu cầu của các bên liên quan, Bộ Thương mại Mỹ đã giữ nguyên mức thuế chống bán phá giá đang áp dụng đối với từng công ty, căn cứ vào kết quả của đợt rà soát gần nhất trước đó. Cụ thể, Bộ Thương mại Mỹ giữ thuế suất toàn quốc 2,39 đô la Mỹ trên 1 kg với Việt Nam. Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết, nếu luật nhà ở sửa đổi được thông qua và áp dụng vào tháng 7 năm 2024 về thời hạn sử dụng nhà chung cư thì sẽ tác động đến tâm lý cũng như thị trường bất động sản. Đây là yếu tố có thể giảm giá nhà chung cư trong thời gian tới. Bộ Xây dựng cho biết, đề xuất này xuất phát từ đặc điểm của nhà chung cư là công trình đặc thù có quy mô lớn, tập trung nhiều người sinh sống, theo thời gian sử dụng, công trình sẽ xuống cấp, không còn đảm bảo an toàn. Do đó, phải xác định thời hạn sở hữu chung cư, sau đó kiểm định lại để đảm bảo an toàn cho người dân.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc thu phí trở lại dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1 qua thị trấn Cai Lậy, trạm BOT Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn km 1987+500 trừ km 2014 tỉnh Tiền Giang. Theo đó, đơn vị này kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải thống nhất chủ trương tổ chức thu phí lại dự án BOT Cai Lậy với thời gian dự kiến thu phí thử là ngày 20 tháng 9, thu phí chính thức là ngày 7 tháng 10 năm 2022. Với vị trí kín gió và khá an toàn cho các tàu thuyền neo đậu, khu vực đảo Cống Đông, Cống Tây ở xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh được xác định là một bến thuyền của thương cảng cổ Vân Đồn khi xưa. Những hiện vật khảo cổ được tìm thấy ở đây cũng là minh chứng cho thấy nơi đây là một vùng dân cư phát triển đông đúc. Tại đảo Cống Đông, Cống Tây hiện còn rất nhiều mảnh gốm sứ. Một số gốm của Trung Quốc, nhiều nhất là gốm Việt Nam như gốm men ngọc thời Lý, men nâu thời Trần và men lam thời Lê. Trung tâm, thì có giả thiết. Ngoài các vụng đỗ tàu thuyền và bãi gốm sứ, các nhà khảo cổ còn phát hiện dấu tích của nhiều công trình kiến trúc chùa tháp được xây dựng vào thời Trần. Trong đó, di tích chùa Lấm và bảo tháp Vân Đồn đã được nghiên cứu khai quật, làm rõ quy mô, kết cấu và mặt bằng kiến trúc. Các di tích chùa Cát, chùa Trong, chùa Cây Quéo bước đầu đã có những ghi nhận về vị trí quy mô và những dấu tích hiện tồn. Đây chúng ta đang đứng trước cái bảo tháp của Vân Đồn. Cái hình ảnh về cái tượng người là phần tiếp giữa cái phần tầng thứ nhất và tầng thứ hai ở phần mái. Thứ hai nữa là về cái tượng người của hai ông hộ pháp. Nhìn vào cái hình ảnh của cái bảo tháp và cái tượng người này, chúng ta hình dung được rằng là đây là một trong những cái giao lưu văn hóa rất rõ giữa cái văn hóa Trần với lại văn hóa Trăm. Sự xuất hiện dày đặc của hệ thống các di tích này cũng cho thấy đây không chỉ là vùng giao thương sầm uất mà còn là nơi tập trung dân cư đông đúc trong lịch sử, quần tụ thành các làng xã. Thương cả Vân Đồn phải nhìn nó ở chỗ là nó bắt đầu nó có cư dân tồn tại từ rất lâu đời để nó tạo lên cái gọi là văn hóa Hạ Long trên vịnh Bái Tử Long và vịnh Hạ Long. Mà cái nền văn hóa Hạ Long ấy thì nó lại cũng từ hàng mấy nghìn năm trước công nguyên nó ra cũng có giao lưu với các cái vùng Đông Nam Á này rồi. Và tiếp nối từ cái đấy nó phát triển dần dần nên nó mới được lựa chọn thành một thương cảng. Nếu mình nhìn trong bối cảnh như thế thì cái giá trị nó càng lớn hơn. Vân Đồn ấy chắc chắn là một cái không gian văn hóa mà có chiều sâu và có rất nhiều di sản. Không chỉ là những cái di sản văn hóa vật thể mà chúng ta thấy hiện hữu ở trên mặt đất hay là chúng ta có thể tìm kiếm khai quật ở trong lòng đất, mà cái giá trị của thương cảng Vân Đồn ấy nó còn được thể hiện bởi rất nhiều các cái di sản văn hóa gọi là phi vật thể. Và tôi nghĩ đấy, cái di sản văn hóa phi vật thể và tri thức về biển phong phú của cư dân Vân Đồn, cư dân vùng biển đảo Đông Bắc đấy, cũng là một cái tài sản rất quý đối với lại chúng ta. Những dấu tích còn lại tại thương cảng đã củng cố thêm giả thuyết của các nhà khoa học về quy mô, phạm vi của di tích thương cảng Vân Đồn, cũng như những giai đoạn phát triển rực rỡ của thương cảng trong lịch sử. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho thương cảng Vân Đồn trong thời gian tới. Diễn ra trong 3 tháng, cuộc thi trực tuyến Biển đảo Việt Nam Hải Phòng vươn ra biển lớn do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tổ chức đã có sức hút rất lớn. Hơn 190.000 người từ nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đã tham dự thi và đã khẳng định tình yêu biển đảo Tổ quốc luôn ở trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Cuộc thi có sức lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ thu hút thí sinh ở Hải Phòng mà cả nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Trong đó, một số địa phương có số người tham gia đông đảo như Hà Nội, Đà Nẵng, Long An, Sóc Trăng. Điển hình là thủ đô Hà Nội có tới hơn 81.000 người dự thi. Có thể nói đây là một cái kết quả rất đáng mừng. Bởi lẽ cuộc thi đã đến được với công chúng, cuộc thi đã đến được với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Là thông qua cái cuộc thi này thì cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nói chung có một cái nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về cái yêu cầu, nhiệm vụ trong cái sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung cũng như bảo vệ chủ quyền biển và hải đảo trong bối cảnh hiện nay.
Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với giao diện website tiện lợi, hấp dẫn, dễ thực hiện. Cách thiết kế câu hỏi đáp án có nội dung phù hợp với đa số người tham gia cuộc thi, nhất là thế hệ trẻ, có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền về biển đảo. Phương tiện sử dụng dự thi linh hoạt gồm máy tính và thiết bị di động có kết nối mạng Internet tạo thuận tiện cho người tham gia. Qua đó cho thấy tổ chức thi trực tuyến là cách làm tuyên truyền hữu hiệu, nhất là trong bối cảnh cả nước nói chung và Hải Phòng nói riêng đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số. Dù số lượng thí sinh tham gia rất đông, nhưng Ban tuyên giáo Thành ủy chỉ công nhận 9 tập thể và 9 cá nhân đạt giải cuộc thi. Quận Lê Chân đoạt nhiều giải cao, trong đó có một giải nhì tập thể, 2 giải cá nhân. Cô giáo Bùi Thị Thúy Hằng, trường tiểu học Dư Hàng, đoạt giải nhì. Và giải ba thuộc về em Phạm Bảo Lan, học sinh trường trung học cơ sở Hoàng Diệu. Để có được thành tích đó, các nhà trường, giáo viên, học sinh trên địa bàn quận có sự đầu tư trí tuệ, công sức, tìm hiểu các kiến thức về biển đảo và chiến lược phát triển kinh tế biển của cả nước nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng. Và khi được biết là tôi là người được đặt giải, tôi rất là vui sướng và tự hào. Đây cũng là niềm cổ vũ động viên lớn đối với bản thân tôi trong quá trình công tác sau này. Trong quá trình giảng dạy, tôi sẽ luôn luôn phấn đấu, cố gắng rèn luyện bản thân và đưa những cái tình yêu biển đảo của mình đến với các em học sinh một cách gần gũi nhất để các em có thể là tự hào vào quê hương đất nước của mình nhiều hơn. Với mỗi người dân Việt, biển đảo luôn là một phần đặc biệt thiêng liêng. Cuộc thi đã góp phần giáo dục thế hệ hôm nay về chủ quyền biển đảo, qua đó khơi dậy niềm tự hào tình yêu dân tộc, khát vọng cống hiến trong quá trình xây dựng thành phố và đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh. Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết là từ tháng 8 cho đến nay thì số ca bệnh adeno dương tính phát hiện tại bệnh viện gia tăng đột biến. Và tính đến ngày 12 tháng 9 thì tổng số ca nhiễm adenovirus được ghi nhận tại bệnh viện là 412 ca, tức là nhiều hơn cả năm ngoái và tăng hơn 44,1% so với cùng kỳ. Trong đó thì đã có 6 bệnh nhân tử vong có nhiễm adenovirus. Bệnh do adenovirus gây ra xuất hiện quanh năm nhưng mà đặc biệt phát triển mạnh vào thời điểm giao mùa xuân hè hoặc là thu đông. Bệnh lây truyền qua đường giọt bắn, qua đường hô hấp giữa người với người hoặc là lây truyền khi mà người lành sử dụng chung những vật dụng cá nhân với người bệnh. Theo khuyến cáo của các bác sĩ thì cha mẹ nên vệ sinh mũi họng cho trẻ thường xuyên, rửa tay thường xuyên và cần phải đeo khẩu trang khi trẻ ra ngoài, tránh tiếp xúc với trẻ em bị ốm bệnh. Tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ đúng lịch theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Thưa quý vị, hiện nay Vịnh Hạ Long, thị xã Quảng Yên, thị xã Đông Triều thì đang tồn tại mây dông phát triển mạnh gây mưa rào và dông vài nơi. Dự báo là trong những giờ tới đây thì mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông cho các khu vực trên. Sau đó thì mưa dông sẽ lan sang các khu vực Hạ Long, Mạo Khê, Uông Bí, Cẩm Phả, Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái, Bình Liêu, Cô Tô và khu vực lân cận. Trong mưa dông cần phải đề phòng gió mạnh và sét, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Chương trình Chuyển động Đông Bắc hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.